Rồi thì Đại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh nha mọi người. Thì cái tiếp tục video chiều nay nè, thì Đại sẽ lên cho mọi người một ít đầu máy ha, lật giặt linh tinh nhà món mọi người ơi, đi cho nó bớt cho nó chóng nha, giờ để tùm lum nha, giờ không có nổi ha. Đó rồi thì Đại giới thiệu sơ lược ha, thì đây nè, đây là có cái chụp giật của T cho lực TH nè, tay ga bóp giật bãi nè, một cái bình xăng zin TL43 ha. Rồi một cái đầu TL26 xăng riêng nhớt riêng ha. Rồi một cái đầu hàng robin cổ nha mọi người, robin cổ này 36 ly ha. Rồi một đầu TG33 whip nha. Rồi thì tiếp là hai cái bơm cứu quả ha, một cái con họng nhỏ, một cái con họng lớn nha. Rồi thì đã đi chi tiết những cái lật giặt xong rồi, những cái nào nó test nổ thì đã cho test nổ nha mọi người. Đó rồi thì xoay quanh về cái vấn đề mà bán thì giá cả thì thật sự á, mọi người cũng phải thông cảm nha mọi người, tại vì á người ta lấy hàng lô người ta bán rẻ nha, còn Đại thì đã lấy qua 2-3 trung gian bắt buộc cái giá nó phải đội lên phải cao nha. Đó, mọi người phải đừng có so sánh như vậy, nói chung là nó rất là tội nghiệp cho Đại nha. Nói chung là Đại không có than trách gì đâu, thì Đại lấy cao thì chấp nhận, bán chậm thôi nhưng mà đổi lại một cái là đồ sẽ chất lượng nha mọi người ha. Đó, ai nói gì nói nha. Rồi thì đầu tiên mọi người, đây đã có cái bình xăng gin nè, bình xăng gin này có thằng TL43 nha. Đó, bình nói chung là bình còn đẹp nha mọi người, bình là còn đẹp hết nha, không có bể dở gì hết, chỉ có một cái nó vàng thôi nha mọi người, nên là bỏ ra thôi. Đây là nó bị mất cái phe đây nè, đó, thì phe và cái đồ đây bình xăng hư đã dục ra nhiều lắm, thì ai chốt mà lại gắn thêm cho ha. Rồi đây bình TL43 của Nhật ha. Đó rồi thì cái bình này, cái bình này 300.000 nha mọi người, cái bình này 300 ha, 300 mà cộng phí ship nha, không bao ship nha. Rồi ai mua được thì mua, không được thì thôi, đừng có vô chữ bất công lắm nha. Rồi tiếp theo thì Đại có một cái chụp giật cho lực của con TH nha, thì này là cái mã số là số 7 nha mọi người, số 7 ha. Rồi thì giá là 220k cộng phí ship nha mọi người, thì phí ship chắc tầm có 20 mấy ngàn, thì Đại đã ký đồng giá rồi. Đó, chụp giật cho lực TH nha, gắn vào những cái dòng cho lực TH ha. Đó đây, ok hết nha mọi người, dây nhỏ đẹp nè, hàng Nhật Bãi nha. Đó đây, Kawa nè, Kawasaki nè mọi người, mình để chiếc KA nè. Đó thì TH được Kawa thì nói chung là nó lỗi nó thì nó xài chung nha. Rồi tiếp theo thì đã có một cái bộ tay ga bóp ha, thì là số 1 nha mọi người, ga bóp Nhật Bãi ha. Đây hoạt động tốt hết nha, ok hết nha mọi người. Đây cầm còn luôn ha, mình sẽ bỏ theo cho mọi người gì luôn. Rồi, dây ga rồi này kia đầy đủ ha. Thì nó, cái này thì nhìn gì thì chắc cái này nó bị lai rồi mọi người, cái này nó lai nha, nó lai cái ống khác nhưng mà nó là ống zin nha. Đó thì vẫn là vô đây ok hết nè. Rồi thì bộ này thì để bán cho mọi người số 1 là 200k nha mọi người, 200k và cộng phí ship nha. Đó thì cái nào để lấy được giá một chút thì để bán nó rẻ cho mọi người, con nào lấy cao một phải bán cao nha. Thì cái giá này là thành cái giá thợ rồi mọi người, nếu mà ai theo dõi YouTube nhiều sẽ biết ha. Rồi theo đây là lấy giấy lót không rồi, đây thì lại có cái đầu này là một cái đầu rubin nha, rubin cổ nặng lắm mọi người, nặng trâu. Rồi nồng của nó thì 36 ly ha. Đó thì này là mã là số 2 nha mọi người, giá là 650k cộng phí ship nha. Thì máy này nổ rồi nha, nồng bạc bích tông ok hết ha. Về nói gì nha mọi người, nó không có bố nha. Đó, nói gì thôi, xem thì ứng dụng vào được việc gì thì hốt nha. Rồi siêu cổ nha, thằng này thì cổ rồi, quá cổ rồi, rồi nó đã test nổ nha. Máy hơi nè mọi người, hơi là cực kỳ chắc nha. Đó mọi người ơi, đợi chút xíu. Nói chung mà Đại bán từ trước giờ Đại vẫn hay nói nha mọi người, Đại không có bì được với cái giá như người ta nha. Hàng thì nói chung là khi người ta lấy rẻ, người ta lấy ví dụ không có qua lấy này lấy kia, có thể người ta lấy rẻ thì bắt buộc người ta bán rẻ được ha. Còn như Đại lại làm, Đại không có mua được ngay gốc thì bắt buộc phải giá nó phải cao rồi. Mày các mọi người, lên ga nữa nó mới dễ nổ nha, nói chung là nhạy nha, tươi. Đó, đó
Đây là vô xăng thêm nha mọi người. Đó, rồi hết ống rồi đó. Siêu cổ. Cổ cực kỳ cổ. Thập cổ lai hy luôn. Mạnh lắm nha mọi người. Đó, phát lụm ha. Đó, kéo nhẹ lụm thôi. Cho chỉnh cái anti nó nhỏ hay sao mọi người. Gặp xăng rồi. Thì 650.000 nha mọi người, cộng phí ship ha. Tiếp theo tới cái con TG ha, TG33 nha. Đây thì máy móc thì rồi mọi người trời tại chỗ rồi, thì xin lỗi mọi người nha mọi người, thì nãy có điện thoại ha, thì quay lại thì tiếp tục nha. Tiếp tục đây là cái con TG33 ha, siêu đẹp luôn nha mọi người. Đây máy móc là chưa có vệ sinh, chưa rửa ha, thì chỉ có hai ống xăng đó mọi người, đã thay hai cái dây ống xăng thôi nha. Thì thấy nó cũng có dấu hiệu nó bị cứng ở chai rồi, nên là thay cho nó đảm bảo mọi người đó, cho nó xăng cộ nó qua nó ok ha. À, máy mọi người thấy nè, khóa nước chấm không đó, bô mọi người thấy ốc bô nè, ốc bô là chưa có con nào xét hết ha, thì bất tâm này khỏi có chê luôn đó. Con này cực kỳ đẹp ha, nói chung là gì là quá đẹp rồi mọi người. Đây người thấy ốc nè, đó máy móc nguyên zin nha. Đây Fuji nè, rất là đẹp nha. Rồi thì con này là con số 4 nha mọi người ha, con số 4 giá là 1.900.000 nha mọi người, 1.900.000 ha, 1.900.000 cộng phí ship nha. Rồi thì để Đại lấy cái tâm này gắn vô lại test nổ nha. Rồi thì ai thấy hợp lý thì thích, hợp lý thì chốt, được thì chốt nha mọi người ha. Đừng có vô đây buôn lời qua tiếng lợi rồi nó nặng nó nhẹ mất công nha, không có hay ho gì đâu. Rồi, việc ai nấy lo đi ha. Đó, đừng có vô mà sân si hơn thua làm gì mệt quá. Rồi đã test nổ nha, có tông thì khỏi phải chơi mọi người, đã kiểm tra rồi nha, phải hơi nè. Dây nè mọi người, đó dây giật trắng tươi luôn ha. Cái này là nó dính nhớp nha mọi người, cái chất nhớp nó ra nó vàng vàng vậy nha. Thôi quên mặt công tắc nè, lắm đó mọi người, nhẹ nhàng đó. Số 4 giá là 1.900.000 cộng phí ship ha. Rồi tiếp theo thì đây lại có một cái đầu TL26 nè, sinh viên nhất riêng ha. Rồi này thì của thằng em nha mọi người, thì nó gửi bán giùm nha, cái lon hỏm nè đó. Thì cái này nữa lại sẽ thì có bố đầy đủ nè ha, rồi máy là chưa có rửa nha mọi người. Rồi thêm bình xăng lớn vô nữa nha, thì mình nó gắn cái bình, nó sẽ có cái bình xăng lớn này cho mọi người nha. Cái này nó chỉ cho mọi người cái bát về mọi người chế giùm nha. Đó thì cái này sẽ chế đây nè mọi người. Mọi người cắt cho này chút, đưa cái bát vô, bắt ốc vô ha. Nhìn đâu ốc không biết đâu nữa, để kiếm lại gắn vô cho nó đủ hết nha mọi người nha. Rồi, nè. Máy chưa vệ sinh ha. Thì cái này là số 3 nha mọi người, giá là 1.050.000 cộng phí ship nha. Thì xăng riêng nhớt riêng nha, thì cái đường nhớt này kia lại đã kiểm tra ok hết rồi mọi người. Đó, thì máy móc hơi hám ngon lành ha. Đó, thì ai thích xăng riêng nhất riêng thì quất nha. Máy là chưa vệ sinh nha mọi người, máy rất là đẹp ha. Máy thì bao đẹp luôn, ở ngoài xấu xấu thôi chứ trong bao đẹp nè, người thấy lóc liếc nè, mắt anh da băng nè, cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đây
TL26 nè mọi người. Đó. Rồi đã test nổ cho mọi người xem ha. Ấy da. Tay ướt nó giật mọi người ơi, tại đây. Mới đi gần mưa. Tại ướt cái giò nó ướt không mọi người, trời đang mưa á. Đi hoài à. Không quen rồi. Không có gì xa lạ hết. Giật tới nách nha mọi người. Mãi hơi nè. Gắn vô mà quên bóp xăng qua mọi người, nó chạy hết xăng trong chế nó tắt nha. Làm hết sức. Rồi. Tắt làm sao ha. Rồi thì cuối cùng nha mọi người, cuối cùng thì tới cặp bơm nha. Trời ơi nãy giờ đó mọi người ơi, quay cái video mà nghe nó mệt cũng chết. U tá gọi rồi ôi chạy qua sông lấy hàng. Đó, rồi thì quay trở lại thì sẽ là hai con cứu quả ha. Hai con bơm cứu quả nha mọi người. Thì hai con này là siêu đẹp luôn nha. Đẹp lắm. Rồi đây. Con này lên quay nè, quay được nè. Đó. Mọi người thấy chưa? Máy rất là đẹp nha. Này dính dơ nha mọi người. Dơ ha. Đó, rồi. Máy móc là xin hết nha mọi người. Đây, Shibara ha. Mọi người biết cũng biết cái dòng này rồi, không có còn gì phải nói thêm ha. Đó, mọi người thấy nè. Đẹp nè mọi người, đẹp không tì vết luôn nha. Cái này nó dính ba cái dơ nha mọi người. Đó. Máy rất là đẹp luôn ha. Nè. Sơn đỏ chót luôn ha. Nguyên zin. Cái đời này đặc biệt, cái đời này nó xài IC nha mọi người, đời cao nha. Không nhỏ nhưng mà đời cao nha mọi người. Đây. IC nè mọi người thấy không? Nè, vàng chân dưới nè, còn rất là đẹp luôn ha. Nè. Đó, cực kỳ nha. Đó. Bơm nè, rồi thì quay cái lưu lượng cho mọi người xem nha. Thì đây. Nè, Shibara ha. Đó, thì cái tên của nó là EB25 nha mọi người. Đó. Rồi nó đẩy xa được 32 m nha. Đó. Ống nè thì nó sử dụng ống á, là ống của nó là nó sử dụng được ống hút qua là cái này là 34 nha mọi người. 34 vẫn được nha. 34. 34. Tao 34 27 đâu. Ờ 34 nha mọi người. Rồi, hút 34 xả 34 luôn nha. Đó. Muốn biến 25 thì biến nha. Đó, thì nói chung là cứ mấy cái này thì cứ mình cái gen mà của ống Bình Minh mình mọi người. Dạ, mũi nó chích. Cái gen đó mọi người đưa vô thì làm ấy thôi nha, ok thôi. Đó. Thì này nó cũng có cái lớp B nha. Máy thì rất là đẹp ha. Nè. Tắt ở đây nha mọi người. Đây, cái này có bị móp đang chút ha. Rồi còn lại thì máy móc là đẹp hết nha. Rồi để lại test nổ cho mọi người nghe nha. Đóng le nha mọi người. Rồi lên ga ha. Trên cái này nên là nó kêu nha. Áp lụm nha, thì hơi áp này kia rồi nó test hết rồi nha mọi người. Nhưng để trong nhà đây không có đem ra ngoài mưa nha. Đó, rồi, thì con này thì con số 5 ha. Con số 5 này là giá 1 triệu 8 nha mọi người. 1 triệu 8 cộng phí ship nha. Đây, máy móc rất là đẹp ha. Đó, mọi người thấy bô nè. Đó. Rồi. Qua ha. Rồi tới cuối cùng cái con này là cái con siêu whip nha. Con này là con siêu whip.
Ây dạ, không biết ở đâu thì đã để quay cho mọi người xem. Đây cho mọi người thấy nè. Đó, bầu con này cực kỳ luôn nha. Thì cái này thì giữ si bao ra nó nằm ở đây nha mọi người. Còn cái con nhỏ nãy nó nằm chỗ trước nè, nó đã quên chỉ cho mọi người. Rồi mọi người thấy nè, quay tổng quan cho mọi người xem. Đó, ốc bảy màu hết nha mọi người. Đây đó, thì quay không quay áp đâu nha, quay bình thường ha. Rồi ây da, cứng gì vậy, thẳng ra mọi người ơi. Rồi nói chung là máy rất là đẹp nha. Bầu bơm nè, bầu bơm chà bá luôn ha. Con này thì tới 42 lần nha mọi người, hút 42 ha, hút 42 xả 42 luôn nha. Đó, bự chà bá nện luôn ha. Mấy con này thì áp ghê lắm nha mọi người. Đó, bình xăng của nó còn nguyên zin luôn nè. Ây da, mũi nó chích mọi người. Đó, bô nè mọi người thấy nè mọi người, là đẹp luôn ha. Trong nó dính sình là rửa không được nha, không mở ra rửa ha. Rồi máy móc mọi người coi nè, quay tổng quan rồi xong cái một tí rồi đại sẽ quay cái ấy cho mọi người xem nha. Mọi người thấy chưa? Đó, còn chữ còn số nó còn lum cho mọi người. Hiện này con số 6 nha, nó cũng đời, nó cũng xài IC luôn nha mọi người. Đó, nó xài IC nha, hệ nha. Rồi nó có cái ly xăng chung xăng, khóa xăng ở đây luôn ha. Rồi cái đít nào mọi người, đây xì bao ga nè. Ở ngoài nói chung là cái màu nó sẽ đẹp hơn trong video nha mọi người. Nhưng video thì quay cái đèn led đó, tại nó tối rồi nên là mọi người nhìn thấy nó hơi cam nha. Nhưng mà ở ngoài thì nó rất là đẹp mọi người, nói chung là nó cực kỳ đẹp ha. Rồi thì tên của nó nè, EB40 nha mọi người ha. EB40 đây, vô 40 ra 40 ha. Nhưng mà 40 của nó nhưng mà 42 của mình nha. Đó thì đây Sibara nè, đây nó còn để chữ EB40E ha. Đây nó đẩy xa được 28m nha mọi người, tại là lý do là ống nó lớn nha. Thì ống nó lớn đẩy 28m, còn muốn mình đẩy xa nữa thì mình biến ống nhỏ lên đẩy sẽ xa hơn nha mọi người. Đó, nhưng mà cái theo cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất của nó thì bóng 40 thì nó đẩy xe được là 28m ha. Đó, rồi công tắc nè, đây công tắc chỗ này ha, ốc mọi người coi nè, ốc tán bảy màu hết nha mọi người. Chỗ này còn sơn nè, cực kỳ đẹp ha. Rồi để đại test nổ nha. Con cuối cùng là con số 6, thì con này là giá là 2,7 triệu nha mọi người, 2,7 triệu cộng phí ship nha. Rồi để đại test nổ ha. Rồi đóng le xem tình ga chứ. Đó, nổ đâu mọi người, gam ti lên chút nha mọi người, nó hơi nhỏ gam ti nha. Đó, thì gam ti nó hơi nhỏ nha mọi người. Đó, mình chút nó xem vậy nha. Đầm lên nha mọi người, thì cái này là tự động nó nhảy nha. Đó rồi, rồi thì video cũng dài quá mọi người ơi, thì thôi đã xin chào mọi người và hẹn mọi người những cái video tiếp theo nha.